Hello, xin chào các anh chị và các bạn ha. Chào mừng các anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của mình ha. Nơi chia sẻ về sửa chữa, cách sửa chữa các thiết bị điện tử cũng như là các mạch điện thi công lắp ráp cái mạch điện tử căn bản đến nâng cao ha. Và các thiết bị điện xung quanh mình ha. Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn sửa một chiếc máy hàn que hiệu gia xích. Cái này gia xích này hình như là gia xích điểu thôi các bạn, gia xích nhái thôi. Nó hiện tượng của khách báo mình đó là có điện ra nhưng không hàn được. Có điện ra, có nghĩa cắm điện vào, có đèn, có điện nhưng mà không hàn được. Thì bây giờ mình sẽ cắm điện vào, mình kiểm tra các bạn. Thì trước tiên mình cắm điện, mình sẽ cắm một cái bóng đèn nha các bạn, để lỡ có chạm chập gì thì nó không sao. Rồi cắm điện vô thì đèn nguồn nó lên bình thường hả các bạn. Đó, quạt quay ha. Thì cũng có trường hợp là điện thì cắm vô có ra điện nhưng mà sẽ không có điện áp ra hai cọc hàng này ha các bạn. Không có điện áp ra hai cọc hàng này thì lúc đó mình sẽ không có hàn được nha các bạn. Thì lúc đó nó sẽ liên quan tới bo điều khiển ở trong ha, liên quan tới hư bo điều khiển ở trong, nó không có sửa được. Ý, nó đang bị có vấn đề nên nó không có phát xung ra để nó điều khiển kích những con IGBT công suất để nó tạo ra một cái dòng hàng, tạo ra điện áp hàng hả bạn. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra xem coi ở đây coi có điện áp hàng hay không hả các bạn. Cái đồng hồ của mình nè, đồng hồ của mình, mình đang để hang đo là volt DC nha các bạn. Cái đồng hồ của mình đang để đây hang đo volt DC ha. Thì bây giờ mình sẽ đo lấy cái que hàng của mình nè, mình tắt đèn cho đỡ chói nha các bạn. Thì lúc đó sẽ hơi tối chút, các bạn thông cảm ha. Đó, đây mình sẽ lấy cái que, hai que đồng hồ mình đặt vô. Đó. Đó. Nó ra được 53V nè các bạn. Ha, được 53V. Thì có nghĩa là cái máy này nó đã xuất cái điện áp hàng ra đây rồi. Thì có khả năng là cái máy này vẫn còn hàng được ha bạn. Mình phải hàng thử thì mình mới biết được chính xác là nó có hàng được hay không ha. Nhưng mà theo mình thì là hiện giờ nó có áp hàng rồi. Đó. Rồi bây giờ mình không, người ta nói không hàng được thì có khả năng là điện áp á, hàng nó đã ra tới hai cọc hàng này nhưng mà trên cái dây hàng của mình nó đang có vấn đề. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra dây hàng của khách các bạn ha. Nếu như đây là lần đầu tiên mà các bạn theo dõi cái video của mình á, thì nhớ bấm vào cái nút đăng ký kênh ha, để khi mình ra cái video mới thì các bạn nó không bỏ lỡ ha. Và có đóng góp ý kiến hay câu hỏi gì thì hãy để lại bên dưới phần bình luận ha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đo kiểm cái dây hàng của khách các bạn ha. Ok các bạn, đây là sợ dây hàng của khách này các bạn. Đó. Dây hàng của khách thì ở đây mình sẽ bật qua cái hang đo này các bạn. Hang đo đồng hồ mình là hang đo thông mạch nè, có cái chu nè. Đó, ví dụ như hai cái dây mà nó chạm với nhau nè, hai dây chạm nhau nè, thông mạch là nó phát chuông ha. Bây giờ mình sẽ đo cái sợi dây của kìm hàng này, đây cái cọc này, đo từ cái cọc này với cái đầu kìm lên không. Ồ, cái đồng hồ mình hết pin các bạn, nó bấm cái nó tắt luôn. Rồi mình đo ha. Đó. Nó kêu nha các bạn. Nó kêu có nghĩa là cái dây này còn thông ha các bạn ha. Đồng hồ mình đã hết pin rồi nên nó bấm cái nó tắt. Còn cái dây này, cái dây này là vấn đề nè các bạn. Cái dây này nè, mình đo dây này ha. Mình một tay cầm điện thoại, một tay mình quay nữa, nó hơi bất tiện một xíu nha các bạn. Đây. Đó bạn thấy không? Đây. Đó, nó không hề kêu gì hết nha các bạn ha. Có khả năng chính xác 99% là cái dây này nó đã bị đứt nha các bạn. Nó bị đứt, khả năng đứt ngay chỗ này nè các bạn, đứt chỗ này nè. Đó, đứt ngay chỗ này nè, nó làm cho cái dây hàng á, từ ở cái cọc hàng để ra tới đây nè, nó không có tiếp điện nên nó không có hàng được hả các bạn ha. Bây giờ mình sẽ lắp cái bộ dây hàng này vô rồi mình quẹt hàng thử cho bạn xem ha. Ok các bạn ha.
cái máy hàng mình đem xuống dưới rồi nha các bạn. Mình tiến hành lắp dây hàng vô nha các bạn. Đây, hai cái dây của cái máy luôn mình lắp vô. Đó. Rồi. Bây giờ mình sẽ hàng thử ha. Nó không gai gì hết nè các bạn. Đó, bạn thấy không? Bây giờ đó, cái dây này mình nghi ngờ cái dây này nè, mình nghi ngờ nó bị đứt ha. Mình sẽ thay cái dây này bằng một dây khác nha các bạn. Đây, mình có sợi dây của mình nè. Đó. Lấy sợi dây của mình xuống. Nó hơi bị chao chao và không cảm nha. Mình cắm cái dây của mình vô nè. Dặn cho nó cứng cứng rồi các bạn. Cho nó tiếp xúc cho tốt. Bây giờ mình sẽ thử nha các bạn. Đó, các bạn thấy chưa? Đó, các bạn khi mà các bạn xài máy hàng á, các bạn để ý nha các bạn. Cái cục sắt này của mình nó có nhiều bã vớ quá nên nó không ăn hàng nha các bạn. Đó. Máy vẫn còn hàng tốt hả các bạn ha. Đó. Nguyên nhân chính là do cái dây bát của bạn á, các bạn á có vấn đề ha bạn ha. Nên đối với những bệnh này thì các bạn để ý ha. Đó, hôm nay mình chia sẻ cho các bạn những cái một cái ban rất là đơn giản để khi mà các bạn có kiểm tra xài máy á, mà nó có vấn đề gì thì các bạn có thể tự kiểm tra ha. Ok, các bạn nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình ha các bạn ha, để mình có động lực ra cái video tiếp theo ha. Bây giờ mình xin kết thúc video ở đây ha. Hẹn gặp lại các bạn các video tiếp theo ha. Bye bye.